Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay đây các bác mẫu xe đạp điện Touring, một cái dòng Touring có giảm xóc đến từ thương hiệu Meida. Model của xe là Discovery 800. Này, xe thì được sử dụng bộ vành bánh 700C. Bộ chuyển động của xe là Shimano Alivio, gạt đĩa Shimano Atus với 9 níp và 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Này, thì hôm nay về chiếc xe đạp Touring có giảm xóc tông màu trắng xanh rất là đẹp các bác nhé. Đến từ thương hiệu Meida. Với thương hiệu đã rất là nổi tiếng ở trên toàn thế giới rồi. Và model của xe là Discovery 800. Với dòng Touring giảm xóc rất là đẹp đây. Và cái cấu hình cũng rất là cao các bác nhá, sử dụng bộ chuyển động Shimano Alivio. Với 9 tầng níp và 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Vành bánh 700C. Đấy, vành nguyên zin rồi. Giờ toàn bộ chiếc xe này là nguyên zin nguyên bản hết 100% các bác nhá. Nguyên zin hết từ vành này, mayer cũng nguyên zin này. Từ nguyên zin và đến cọc yên ghi đông cổ phốt và tất cả những cái đồ trên xe đều là nguyên zin hết các bác nhá. Cũng được trang bị trên ghi đông là Shimano Alivio. Dòng này cũng đời khá mới các bác nhá. Đời mới thì nó sẽ bấm được ngược như này. Đấy. Bấm ngược. Bấm xuôi cũng được mà ngược cũng được. Đấy. Cái hay của những cái dòng mới là cái xuống líp là bấm xuôi bấm ngược đều được. Đấy. Phanh dầu, sử dụng phanh dầu của Shimano các bác nhé. Đấy. Cấu hình này thì cũng rất là ổn rồi. Một chiếc xe đạp Touring để cho các bác đi dạo phố này, thể dục hàng ngày. Cần những chiếc có giảm xóc để nó đỡ bị tê tay thì những cái chiếc như này nó rất là tốt dành cho các bác. Chúng ta sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe vừa các bác đi từ khoảng 1m63, 63, 64 đến 73, 74 đi phù hợp. Bộ chuyển động Alivio, đĩa Seiza 9 níp và 3 đĩa và 27 tốc độ khác nhau. Xe đang có giá bán bên em là 8.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.